Vũ Linh thôi. Hôm nay phần 1 của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì có có rất nhiều người mến mộ đến đây thắp nhang cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Có rất là nhiều luôn các bạn. Vậy là chú năm nay 67. Sinh 1956 và 1958 rồi. Dạ. Và chú khỏe quá. Chúc chú là càng ngày càng khỏe hơn ạ. Dạ. Rồi, tụi con cảm ơn chú rất là nhiều. Chúc chú nhiều sức khỏe. Chúc chú nhiều sức khỏe ạ. Còn ở bên đây thì có những cái bình bông trắng, những hoa cúc trắng từ quý vị khán giả gửi tặng đến cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Hồi nãy có một giỏ hoa từ từ phía chị ở đây. Hoa này cũng đẹp lắm nè. Hoa đó là hoa hoa mi. Đúng rồi, hoa này đẹp ha. Có ai biết hoa này hoa gì không? Hoa đó không biết, hoa đó là hoa cắm sen cho hay quá tuyệt vời. Dạ. Thôi bây giờ mình né tránh ra cho anh. Hấp nhang nhanh để mình ta không? Dạ. Dạ. Chú với lại gia đình hấp nhang cho cậu Vũ Linh. Cái gì ạ? Bây giờ là nhìn đây em nó bận đang kính rồi điểm vô chú vô nghe được rồi chú có chiếc cống rồi thưa bà con đốt đi cho mày hỏi đốt cái nhang đi cũng rồi đi đổ luôn ăn cơm quái rồi mà ước gì chú hát vấn đây Vũ Linh à chú nói ước gì chú hát như Vũ Linh thì chú sẽ phục vụ cho mọi người chú hát đi cho mọi người hay quá ước gì như vậy chú có thể là hát tặng cho mọi người một câu một đoạn nào được chú luôn à con nghĩ là chú hát là tuyệt vời đó hát xong rồi tôi nói điệp khúc được hay thôi dạ cái lương à cái lương cái lương chú đứng xích vô để nghe cái gì cũng được chú miễn sao chú hát mà khán giả chờ được cái chen lắm bạn là tuyệt vời rồi lấy kim đọc hát bài này bài gì bởi đông sơ về đây cũng cho Vũ Linh một nén nhang trầm được chưa được rồi vậy chú hát có điểm nhắn quá ha có một câu gì nhất luôn hết rồi một câu nữa một câu nữa chú có đứa có lại rồi có bây giờ chưa chuẩn bị được chưa thì nhắc người ta nhắc nè dạ dạ cái tuồng nào chứ tuồng nào năm Vũ Linh không câu một đoạn nào được dạ. Chú con thấy chú cũng giống nghệ sĩ quá dạ. Mình chờ chờ là bên nhạc Vũ Linh em lời ca tiếng hát cho những cho không biết là chú chơi hội trẻ hệ thế giới là một lời hát tiếng hát rất là hay và ý nghĩa chạy nước và đặc biệt là lời hay bài nhạc hay và cảm ơn chú à chú rất là vui vẻ chia sẻ mà chú ơi chú cho con hỏi chú đến từ đâu vậy đến từ ở thành phố Hồ Chí Minh mà đang ở Bình Dương gia đình đất điếm tiếc quá à chú ơi giọng hát chú nghe hay quá mà tiếc quá à chú chuẩn bị lời hát cho đến nghĩa dạ không chuẩn bị được vậy theo như chú là cái sở trường của chú về hậu quản hay là về cải lương xã hội chứ nói chung là cao kê không không cao kê nhưng mà về hò hát hậu quản hay là cả cải lương xã hội dạ. Khói nhất là hồ quảng này hồ quảng Lương Xuân dạ. Bá chú Anh Đài đúng không chú ha vậy có chú có một khúc nào Lương Xuân Bá chú Anh Đài một khúc phải chú dạ. Con có thể nhắc cho chú được không dạ. Hát một đoạn thôi chú hát một đoạn thôi chú dạ, dạ, hay, hay, hay.
Dạ. Dạ dạ cảm ơn chú rất nhiều nha. Biết là giống là vậy là mình gặp lúc là đi xem hát. Đi xem hát thôi. Không biết là ở đó. Các cháu cũng mến mộ nhỏ xíu mà biết là yêu quý ông. Cái cháu mến mộ của người sử dụng lên cho nên đồng lòng cúng bái của người sử dụng lên nhé. Wow. Em chú rồi đi qua đây luôn. Dạ. Hai cái cộng một. Hai cộng một luôn. Mà thành phố nó có việc đi làm mỗi ngày đâu. Dạ. Dạ dạ đúng rồi. Ngày thứ bảy, ngày thứ nhật rồi về. Mình đến dạ. Chú hay chú yêu mến nghệ sĩ Hồng Tú Vũ Linh ca. Sao không hả? Dạ yêu mến ca hay. Dạ. Ca rất hay. Dạ thì con nghĩ là chú chắc cũng. Tôi không nghe, mình hơi ca lương. Dạ. Đúng không? Nhưng mà tôi cũng em nhạc nhưng mà tôi thích là Linh ca rất hay, những bài ca lương rất hay. Có nghĩa là mình trong tâm tư mình nghĩ là người ta hát ca lương khác bên nhạc mình phải hiểu được. À, cho nên hiểu được cái tâm trạng của người mỗi người nghệ sĩ ca lương đã bỏ một thời gian lâu rồi quên lãng luôn rồi. Đúng là không đúng đó. Tân nhạc đang lên thì kể mình thích tân nhạc đang nhạc. Thích nhạc quỷ, thích nhạc gì mình nghe. Bây giờ chú có một khúc ca khúc nhạc nào đó để tặng cho cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh không thưa chú? Thì tôi không nhớ bài, tôi có tâm nhạc thôi, không có bài. Dạ, giờ chú không xin lỗi nha. Dạ, dạ, cảm ơn dạ, chú dạ. Rất nhiều ạ. Cảm ơn chú, dạ. Dạ. Cho chú cũng như là gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc chú luôn mạnh khỏe. Dạ, tại cũng nghe là cũng cà phê đắng. Mà đá thì cũng phải nhiều nữa. Dạ. Cà phê đắng đá cũng phải nhiều. Dạ, có lòng rồi. Dạ. Chị lên đây mấy lần rồi chị? Mới lên lần đầu tiên. Wow. Dạ. Chị ở đâu à? Dạ, ở An Phú á. An Phú, dòm xe An Phú phải không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, dạ. Biết đường hỏi thăm chị Nga luôn á. Dạ. Cái đường dòng xe Kim Hằng. Nó chạy xuống nhưng mà cái đó đi vòng vòng mình không biết đường đi. Mình đi đường ngoài á, đường thẳng. Dạ. Từ ở dưới mình lên đây là mất hết bao nhiêu phút? Mấy tiếng. Quá. Mấy tiếng. Tại vì mình đi lạc có không? Ừ đúng rồi. Mình phải hỏi. Dòng xe An Phú hình như ở quận 12 phải không chị? Đâu, ở quận 4, trước nè. Dạ. Quận 12 đã nằm. Em nhớ nằm. Dạ, em nhớ nhầm chị. Dạ chị đến phòng mộ chị thấy như thế nào chị? Giống như trang là cái vườn nhạn quyển nha. Dạ. Đẹp mà mới đầu mình coi trên mạng á, mình tính đông những cái bông đó, đó là cái bông. Dạ. Cái mình xuống á mình thấy á là cái bông đó là bông giả thôi. Dạ. Nhưng mà chỉ có cái bông mà nằm ở ngay phần mộ của chú Vũ Linh á. Dạ. Toàn là bông thật hết. Dạ. Thấy rất là đẹp, rất là ấm cúng. Dạ. Chứ không có cảm giác đi tới đây mà lạnh lẽo. Dạ. Trời đó giờ sợ ma lắm. Nhưng mà đến. Dạ. Đến đây thì mình không sợ phải không chị? Không. Dạ. Tại giống như là một người thân, người nhà của mình vậy đó nha. Dạ. Đó giờ sợ ma lắm. Dạ sợ ma. Chị thấy ma ở ngoài chưa chị? Chắc chắn là chưa phải không? Sao mình sợ được? Dạ. Mà tới đây cũng nhờ chú Vũ Linh độ tới chứ mình cũng không tới được nữa. Dạ. Là mình bắt bao nhiêu tiếng đi tới đây? Chắc cũng hơn 3 tiếng á. Hơn 3 tiếng. Dạ. Rồi đi rồi hỏi thăm đường Linh ra chung. Chị đến đây với ai? Hả? Chị á đến đây với ai chị? Đi mình xe máy hả chị? Dạ. Ở trong ngôi mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì chị thích nhất cái bức ảnh nào à? Chị có đi không quen chưa ạ? Dạ. Có nằm mơ thấy nhiều lần rồi nhưng mà nằm mơ. Chị nằm mơ thấy có nhưng mà mình tại vì mình khó khăn mình không có đi xuống được nhưng mà lần dạ. Cái mình bị thất nghiệp á. Dạ. Dạ. Mình cũng nghe nói là mộ của chú cũng là linh lắm. Dạ. Mình cầu nguyện chú làm cho chú phù hộ đạo cho mình. Dạ.
hỗ cho mình có công ăn việc làm, có tiền. Có nhiều cô chú mà đến đây á, xin thì cũng có đạt được. Dạ. Có, cô có nghe nói, có nghe dạ. nói là những ai mà gặp khó khăn á, có đi xuống mộ chú Diệu Linh á, cầu nguyện á, như là được cái gì đó. Dạ, chị nói á. Chứ mà mình chưa có tận mắt mình thấy. Dạ. Rồi với những số lúc trước nha, thấy trên YouTube đăng á, là thấy mộ cũng thấy người ta lên quá trời luôn, không biết cái đó thật hay giả nữa. Chắc này của anh Tâm xì phố quá nè. Không, cái gì mà hả quay tại đó là thật á. Là chị quay, người ta quay là chị thấy là chắc chắn là thật rồi chị, chứ làm sao giả được đúng không? Trời ơi, thấy nhiều người lên lắm. Đúng rồi, dạ. Lên là chắc chắn là thật chứ, làm sao giả. Giả làm sao quay người ta đi tới luôn nghe mọi chú. Dạ, chắc cái đó là thật á chị, tại vì người dân đến đây rất là đông, rất là nhiều luôn à. Đúng rồi, dạ. Trong video mà sao mà giả mà ghép được. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình lên là mình thấy thật hay giả chị? Thật. Dạ. Tại vì mình mới vừa đi ba lên cúng, cái mình mới vừa đốt nhang vừa xong là mình thấy con bướm vô là mình tin rồi. À, có con bướm luôn hả chị? Chị vừa thắp nhang là con bướm nó đậu vô luôn đúng không chị? Ngồi ghế đi chị. Mấy ngày nay là hả hay có con bướm nó đậu. 3 ngày rồi đó. 3 ngày rồi đó chị. 3 ngày liên tục. Mình nãy chị thấy bướm gì ạ? Con bướm màu đen. À, con đó luôn, 3 ngày là con bướm đen đậu đây luôn. 3 ngày. Dạ. Đúng rồi, có thể. Dạ. À, em nói chị nghe. Đúng rồi, cái con bướm đầu tiên là nó ở trong mộ cậu Nam luôn. Nó bay ra ha, đậu lên cái lo. Con bướm thứ hai là gần bên cô Hạnh Yên Huệ. Chưa kể nhà bữa họ hôm qua chú Linh Tâm á tới đây, con bướm đen nó đi theo chú luôn. Đúng rồi, là vậy không có đó. Vậy là cũng như là chú Vũ Linh á mượn cái xác bướm á. Rồi dạ. Chị thấy con bướm đậu ngay cái bằng thờ đó. Dạ. Chị thấy được là con chị cũng gọi là có duyên với chú lắm á. Dạ. Nằm mơ thấy ông hoài. Mấy lần rồi chị? Nhiều lắm. Chị kể giấc mơ chị. Không, cũng thấy. Nhưng mà thấy là được rồi ha. Mà thấy đa số là toàn là chú đi diễn, dạ. Đi diễn nè, rồi đi dạ. Đi diễn mà mặc cái áo đôi dài màu vàng đó đó. Dạ. Dạ. Rồi. Cái này thật sự luôn phải không chị? Thấy ổng luôn, thấy ông đi diễn giống chăng là ổng còn nghĩ về cái nghề đi diễn nhiều quá đó. Dạ. Qua mình thấy luôn mà. Dạ. Mà chị ơi, nãy giờ em vô sao không biết là chị đến từ đâu, chị nghe gì xa lắm đúng không? Dạ, ở An Phú á. Vậy là dòng xe An Phú đúng không? Dạ. Cách lên đây khoảng 4 cây. Em lên đây khoảng chừng 3 tiếng 3 tiếng mấy, tại lạc đường. À, đi lạc đường. Đã hỏi thăm đường. Chị, nãy nghe nó 3 tiếng 3 tiếng mấy, tưởng chị từ An Giang. Dòng xe An Phú mà chị đi đây tới 3 tiếng mấy gì ạ? Không, tại cái gì đi không biết đường. Vâng, cô chú anh chị và các bạn, cô chú anh chị và các bạn vừa theo dõi một chị kể về cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé, cũng như là nằm mơ thấy cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nói chung là chị vừa đến đây có một con bướm đen anh nay đã 3 ngày rồi nó ở đây, con bướm đen á các bạn. Đi theo chị thấy nó ở trong phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Chắc chắc cố nghệ sĩ Vũ Linh về để chứng giám cho chị đó. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm đến cố nghệ sĩ Vũ Linh, đến đây hấp một nén nhang cho cố nghệ sĩ nhé. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong quý vị và các bạn hãy luôn ủng hộ cho kênh bằng cách đăng ký và cho kênh một like. Xin thân ái, chào tạm biệt.